Vào trung tuần tháng 5, tập đoàn truyền thông và tiếp thị nội dung STW của Úc đã quyết định thành lập mạng lưới truyền thông kỹ thuật số đầu tiên tại Đông Nam Á với tên gọi Edge Asia. Bước tiến mới này cho thấy thị trường truyền thông kỹ thuật số tại khu vực đang nói chung và Việt Nam nói riêng đang có rất nhiều triển vọng. Hệ thống Edge Asia đã được thành lập từ việc thống nhất các công ty con mà STW là cổ đông chính, bao gồm Edge Marketing tại Việt Nam, New Media Plus tại Thái Lan và Antis Studios tại Malaysia, Singapore và Indonesia. Các công ty con trên sẽ được thống nhất dưới một thương hiệu chung là Edge Asia để hình thành nên một hệ thống mới. Edge Asia cho biết, với việc kết hợp các cơ sở này, Edge Asia sẽ có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực, tạo được những cách tiếp cận mới, những cách xây dựng thương hiệu và truyền thông cho khách hàng từ nhiều thị trường khác nhau. Bà Natalie Lockwood, giám đốc điều hành của Edge Marketing Việt Nam cho biết, sự phát triển của truyền thông kỹ thuật số tại Việt Nam và khu vực đang đưa các doanh nghiệp hoạt động trong ngành này đứng trước cơ hội vàng. Chúng tôi rất phấn khởi khi đang trong thời kỳ truyền thông kỹ thuật số như hiện nay, đặc biệt là tại Đông Nam Á. Người tiêu dùng rất hào hứng đón nhận những bước tiến của truyền thông kỹ thuật số. Doanh số smartphone hiện tăng trưởng với mức 2 con số. Những ứng dụng dựa trên các thiết bị di động ngày càng phát triển. Tầng lớp trung lưu tại thành thị Đông Nam Á rất hăm hở đón nhận các thành tựu mới, nhất là công nghệ mang lại. Ví dụ như truyền thông xã hội tại Việt Nam, đó là một cơ hội bằng vàng mà chúng ta có thể khai thác. Edge Asia hiện cung cấp khá đa dạng các dịch vụ bao gồm truyền thông kỹ thuật số, hoạch định sự kiện, xây dựng thương hiệu, quản lý nội dung, quản lý phương tiện thông tin xã hội, lên lịch và tổ chức các sự kiện v.v. Với hơn 450 nhân viên, Edge Asia phụ trách một danh sách khách hàng bao gồm nhiều thương hiệu lớn như HSBC, Diego, Visa, MSN, AIA, Samsung, Citibank và Mead Johnson.